chào quý khán giả đang theo dõi bản tin thành phố Tây Ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay mời quý khán giả điểm qua những tin chính. Thành phố Tây Ninh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Chín tháng đầu năm 2023, thành phố kỷ luật 10 đảng viên. Hơn 34 tỷ đồng giải quyết việc làm cho người lao động. Trong thời gian qua, thành phố Tây Ninh luôn quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất, từng bước đồng bộ hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hiện đại, xứng tầm là khu vực trung tâm của tỉnh. Theo đó, thành phố chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn cho thành phố như nâng cấp mở rộng nhiều tuyến đường giao thông, trang trí đèn chiếu sáng, trùng tu sửa chữa các di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn để thu hút khách du lịch đến với thành phố, thúc đẩy du lịch phát triển. Bên cạnh đó, thành phố triển khai thực hiện mô hình chung tay xây dựng đô thị văn minh, thường xuyên vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành các quy định về xây dựng đời sống văn hóa đô thị. Tính đến nay, thành phố đã có 7 trên 7 phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, qua đó từng bước xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, thông minh, sinh thái và đáng sống. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cơ sở đã kịp thời tham mưu cấp ủy, xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát để triển khai đến các tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình thông tin dư luận, tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả trong 9 tháng qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã tiến hành kiểm tra 23 tổ chức đảng, 16 đảng viên, giám sát trực tiếp, gián tiếp và chuyên đề đối với 439 tổ chức đảng và 171 đảng viên. Qua đó đã nhắc nhở 39 tổ chức, 34 đảng viên có hạn chế thiếu sót. Bên cạnh đó, công tác thi hành kỷ luật của đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong 9 tháng, thành phố đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên, trong đó đảng ủy cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật 8 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã tích cực chỉ đạo bộ phận phụ trách tín dụng thành phố cùng các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác và các ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải quyết cho 844 lao động vay vốn hỗ trợ việc làm, mở rộng việc làm với tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giải quyết cho 482 hộ gia đình vay vốn để xây dựng, sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường với số tiền hơn 9,4 tỷ đồng, giúp cho 49 lượt học sinh, sinh viên vay vốn để có điều kiện học tập với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, qua đó đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường 4 tổ chức giải ngân nguồn vốn hỗ trợ việc làm, học sinh sinh viên cho các đối tượng chính sách, hội viên nông dân, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đợt này có 62 hộ vay được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền giải ngân gần 2,3 tỷ đồng. Trong đó có 36 hộ vay theo chương trình học sinh sinh viên, thời hạn vay theo năm học với lãi suất 5,5% một năm. Số hộ còn lại vay theo chương trình hỗ trợ việc làm, thời hạn vay 12 tháng, với lãi suất 7,92% một năm, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ngày 22 tháng 9, Đảng ủy phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông nội thị, vệ sinh môi trường, lắp đặt ống nước cấp thủy vào khu phố Ninh Lợi. Qua đó, lãnh đạo phường Ninh Thạnh trả lời từng vấn đề cụ thể và được mọi người đồng tình. Kết thúc hội nghị, ông Phạm Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Thạnh ghi nhận các ý kiến, đóng góp của đại biểu và mong rằng trong thời gian tới, người dân cùng với cấp ủy, chính quyền gắn bó hơn nữa để phường Ninh Thạnh ngày càng phát triển đi lên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thành phố Tây Ninh hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.